Người ta nói rằng có người đã bắn xuyên qua ống ngắm của kẻ địch và hạ gục đối phương. Điều đó có thể xảy ra sao? Để xác minh thì nhóm tin đồn sẽ làm thí nghiệm. Đầu tiên họ tạo ra một hình nộm, sau đó là chuẩn bị một khẩu súng. Nó được sản xuất trong thế chiến thứ hai, tiến vào thí nghiệm với khoảng cách bắn là 91 mét. Người bắn đầu tiên bóp cò, viên đạn liền trực tiếp bay qua ống ngắm. Tuy nhiên hình nộm vẫn an toàn, có vẻ ống ngắm đã cản trở viên đạn. Người tiếp theo ngắm bắn nhưng kết quả vẫn giống như lần đầu. Họ cho rằng do kỹ thuật bắn súng của họ không đủ chính xác nên nhóm đã mời về một xạ thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên kết quả vẫn không thay đổi. Sau khi xem xét, họ phát hiện ra rằng viên đạn khi xuyên thủng qua lớp kính đầu tiên thì nó đã bị lệch hướng. Vì vậy muốn xuyên qua ống ngắm thì bắt buộc viên đạn phải không có một chút sai lệch nào, nên họ đã rút ngắn khoảng cách bắn. Để nâng cao hiệu quả thí nghiệm thì họ còn dùng loại đạn xuyên giáp mạnh hơn. Lần này khi bóc cò, viên đạn đã thành công xuyên qua ống ngắm. Nó đã đâm sâu đến 5 cm ngay vị trí của mắt hình nộm. Vì vậy nên viên đạn thật sự có khả năng xuyên qua ống ngắm để tiêu diệt kẻ thù, nhưng hầu như không có ai có khả năng bắn súng tốt như vậy.